khoảnh khắc tên lửa Iskander đánh trúng đoàn tàu quân sự Ukraine. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Zelensky chấp nhận thỏa hiệp về lãnh thổ với Nga? Ai cập yêu cầu Israel rút khỏi hành lang Philadelphia? Sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 7 đăng tải đoạn video do máy bay không người lái UAV cho thấy hai đoàn tàu quân sự Ukraine chở hàng chục thiết bị quân sự đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander. Đoàn tàu chở thiết bị và nhân sự của lữ đoàn cơ giới số 41 Ukraine bị phát hiện tại một nhà ga gần thị trấn Bavenkovo, giáp danh giữa vùng Kharkov và Donetsk. Đoạn video cho thấy một tên lửa đạn đạo Iskander M tấn công nhà ga, dẫn tới nhiều đám cháy trên mặt đất sau đó. Hình ảnh tiếp theo là một cuộc tấn công khác nhằm vào đoàn tàu thứ hai. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, có hơn 60 thiết bị quân sự, bao gồm 14 xe chống phục kích, chống mìn, International Max Pro, MRAP do Mỹ sản xuất và 10 xe bọc thép chở quân, Rochelle Senator APC do Canada sản xuất, cũng như các loại xe bọc thép và phương tiện khác. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các đoàn tàu quân sự và đoàn xe đường bộ, gây thương vong và thiệt hại nặng nề cho đối phương. Vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không IST được Đức cung cấp cho Ukraine bị tên lửa Iskander phá hủy sau cuộc tấn công chớp nhoáng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tiến hành trinh sát trong khu vực làng Voloskoye, vùng Dnipropetrov, cách tiền tuyến khoảng 90 km, các máy bay trinh sát của Nga phát hiện tổ hợp phòng không IST của lực lượng Ukraine trong chế độ trực chiến. Tọa độ mục tiêu đã nhanh chóng được gửi về đơn vị tên lửa Iskander và một cuộc tấn công chính xác đã diễn ra ngay sau đó. Theo bộ này, vụ tập kích đã khiến một bệ phóng iris -T cùng trạm radar TRML-4D của Ukraine bị phá hủy. Được biết vào đầu năm nay, Đức đã cung cấp cho Ukraine 3 bệ phóng tên lửa phòng không iris -T. Đầu tháng 6, Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố chuyển giao thêm một hệ thống phòng không khác cho Kiev. Kể từ đầu tháng này, quân đội Nga đã công bố nhiều video sử dụng hệ thống tên lửa Iskander tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Theo báo cáo, các vũ khí này đã tấn công thành công 3 bệ phóng tên lửa HIMARS, được trang bị tên lửa đạn đạo ATACMS ở tỉnh Kherson, hai bệ phóng phòng không Patriot ở tỉnh Odessa, hai bệ phóng phòng không S-300 ở tỉnh Poltava và máy bay quân sự tại một số sân bay Ukraine. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko vừa qua cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 21 tháng 7 rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ cần tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý trước khi đồng ý với bất kỳ thỏa hiệp lãnh thổ nào với nga tuyên bố này được đưa ra sau đề xuất của cựu tổng thống mỹ donald trump về một thỏa thuận hòa bình giữa ukraine và nga năm ngoái ông trump có buổi phỏng vấn với reuters và nói rằng kiev có thể phải nhận bộ một phần lãnh thổ để đạt thỏa thuận hòa bình viết trên mạng chút social mới đây ông trump cho biết mình đã có cuộc gọi rất tốt với ông zelensky trong đó nhấn mạnh tuyên bố sẽ giúp kết thúc cuộc xung đột tại ukraine thông qua đàm phán Ông nói sẽ chấm dứt xung đột nga-ukraina trước khi nhậm chức nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ. Trước đó, tổng thống ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với bất kỳ lực lượng chính trị nào ở mỹ, đặc biệt là đảng cộng hòa, trong trường hợp họ lên nắm quyền sau cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào tháng 11 năm nay. Tuyên bố của tổng thống Zelensky đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà quan sát cho rằng cựu tổng thống mỹ Donald Trump, ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng cộng hòa có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sau vụ ông bị ám sát hồi vừa qua. Ngoài ra, ông Zelensky lưu ý thêm rằng có nhiều quan điểm khác nhau trong Đảng Cộng hòa, bao gồm cả những người cánh hữu cấp tiến hơn, nhưng tôi muốn nói rằng đa số trong Đảng Cộng hòa ủng hộ Ukraina và người dân Ukraina. Bình luận về nguy cơ mất viện trợ của Mỹ trong trường hợp ông Trump đắc cử tổng thống, ông Zelensky nói rằng khoản hỗ trợ 40 tỷ euro cho năm 2025 đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, Ông Klitschko, thị trưởng Kiev, nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Italia, Corriere della Sera rằng vài tháng tới sẽ rất khó khăn đối với ông Zelensky. Ông ấy nên tiếp tục cuộc xung đột với những thiệt hại và sự tàn phá mới, hay cân nhắc thỏa hiệp về lãnh thổ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Làm sao chúng ta có thể giải thích với đất nước rằng chúng ta cần phải từ bỏ những phần lãnh thổ đã làm tiêu tốn sinh mạng của hàng ngàn anh hùng chiến đấu của chúng ta? Dù ông ấy thực hiện động thái nào, Tổng thống của chúng ta đều có nguy cơ tác động xấu đến tình hình chính trị ở Ukraine. Ông Klitschko nói rằng ông Zelensky có thể sẽ cần phải tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý. Vị thị trưởng nói thêm, tôi không nghĩ ông ấy có thể tự mình đạt được những thỏa thuận đau đớn và quan trọng như vậy mà không có sự hợp pháp hóa của dân chúng. Kênh truyền hình Al-Qahira News của Ai Cập hôm 21 tháng 7 dẫn một nguồn tin cấp cao khẳng định Cairo nhất quyết yêu cầu phía Israel rút binh sĩ hoàn toàn khỏi hành lang Philadelphia nằm trên biên giới Ai Cập, giải Gaza. Nguồn tin cũng phủ nhận thông tin mà báo giới Israel đăng tải về các thỏa thuận giữa Cairo và Tel Aviv liên quan đến hành lang Philadelphi. Theo nguồn tin, mọi cáo buộc về hành lang Philadelphi đều nằm trong khuôn khổ nỗ lực của Israel. Trước đó, trong một cuộc họp báo hồi giữa tháng 5 năm nay, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho hay các lực lượng Israel đã giành được quyền kiểm soát hành lang Philadelphi, sử dụng mật danh của quân đội Israel cho hành lang này theo biên giới duy nhất giữa Gaza với Ai Cập. Ông Hagari nói, hành lang Philadelphia đóng vai trò là nguồn sống cho Hamas, nơi nhóm này thường xuyên sử dụng để buôn lậu vũ khí vào khu vực Gaza. Phát ngôn viên quân đội Israel cho biết thêm khoảng 20 đường hầm đã được tìm thấy trong khu vực hành lang quan trọng giữa Gaza và Ai Cập. Ai Cập bác bỏ tuyên bố này và cáo buộc Israel sử dụng điều này để biện minh cho cuộc tấn công Rafa. Ai Cập cho hay họ đã phá hủy hàng trăm đường hầm xuyên biên giới với Gaza kể từ năm 2013 hành lang Philadelphia dài 14 km, rộng 100 m là vùng đệm ở biên giới Ai Cập. Giải Gaza được đảm bảo bởi Hiệp ước Hòa bình Ai Cập Israel năm 1979. Hành lang này kéo dài từ địa Trung Hải ở phía Bắc đến cửa khẩu biên giới Cam Abu Salem ở phía Nam. Lực lượng an ninh Ai Cập đã tuần tra tại hành lang này sau khi Israel rút khỏi Gaza năm 2005. Ngoài ra, Cairo còn nhấn mạnh sự cần thiết của việc rút lực lượng Israel khỏi cửa khẩu biên giới Rafah bên phía Palestine để có thể mở cửa trở lại tuyến đường bộ duy nhất nối giải Gaza với thế giới bên ngoài, đồng thời cho rằng chỉ người Ai Cập và Palestine mới có quyền quản lý cửa khẩu này. Trước đó, Israel đã phát động chiến dịch tấn công Rafah lần đầu tiên kiểm soát khu vực biên giới của Palestine nằm giữa Gaza và Ai Cập kể từ khi Tel Aviv rút binh sĩ và người định cư khỏi giải đất này vào năm 2005 kể từ khi lực lượng Israel tiến vào cửa khẩu Rafah bên phía Palestine, không một xe tải viện trợ nào đi vào Gaza qua cửa khẩu này. Trong những tuần qua, Ai Cập đã phối hợp với Liên hợp quốc tạo điều kiện thuận lợi cho một số xe tải vào giải Gaza thông qua cửa khẩu biên giới Cam Abu Salem. Theo RT trong hôm 20 tháng 7, lực lượng phòng vệ Israel-IDF đã thông báo về chiến dịch công kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthi tại thành phố cảng Hodeida, Yemen. Đại diện IDF cho biết tiêm kích của IDF đã tập kích các cơ sở quân sự của Houthi ở Hodeida. Đây là động thái đáp trả việc lực lượng này tiến hành hàng trăm cuộc tấn công nhắm vào Israel trong những tháng gần đây. Bình luận về cuộc tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Cuộc không kích là nhằm đáp trả cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Houthi vào thành phố Tel Aviv sáng sớm hôm 19 tháng 7, khiến một dân thường thiệt mạng. Phía Houthi sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Tel Aviv, khẳng định đã sử dụng một loại UAV có thể vượt qua các hệ thống radar của Israel. Lực lượng này nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục tập kích Israel cho tới khi xung đột ở giải Gaza kết thúc. Thủ tướng Israel nhấn mạnh, với việc đánh trúng mục tiêu ở cách biên giới Israel tới 1.700 km đòn không kích cho thấy quân đội nước này có thể tấn công đối phương tại bất kỳ ngóc ngách nào. Hãng thông tấn al Masira tiết lộ cuộc tập kích của Israel chủ yếu tập trung vào các cơ sở dầu mỏ ở Hodeidah, gây ra rất nhiều vụ hỏa hoạn lớn, thường vong trong vụ việc chưa được thống kê rõ ràng. Người đứng đầu chính phủ Israel đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường biện pháp chống lại Iran và các đồng minh, tức các nhóm vũ trang trong cuộc kháng chiến do Iran dẫn dắt tại khu vực. Theo ông Netanyahu, bất kỳ ai muốn thấy hòa bình và ổn định tại Trung Đông cũng cần phải chống lại Iran và ủng hộ cuộc xung đột của Israel chống Iran. Trong phản ứng đầu tiên về cuộc tấn công, thành viên văn phòng chính trị của lực lượng Houthi, ông Mohammed al-Bukhaiti cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt vì làm gia tăng nguy hiểm vào Yemen. Theo đó, Houthi sẽ đáp trả tương xứng với đòn tấn công tội ác của quân đội Israel chống dân thường Yemen ở Hodeidah. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban cũng khẳng định hành động liều lĩnh của israel chống yemen đã đẩy toàn khu vực vào một giai đoạn đối đầu nguy hiểm mới